Tết nội, Tết ngoại. Năm nay nhà chị không về nội, cũng không về ngoại, mà quyết định đi du lịch. Ôi thích thế, bao giờ nhà em mới được thế nhỉ? Nhà em năm nào cũng phải về nội, muốn về ngoại trước cũng không được, chứ đừng nói đến chuyện du lịch. Giờ là thời nào rồi mà mấy chị còn phải lăn tăn Tết nội hay Tết ngoại? Nhà em chia đều, cứ một năm nội thì một năm ngoại. Bố mẹ nào cũng là bố mẹ, con cái phải có trách nhiệm với cả hai. 7 năm rồi mình không về ăn Tết cùng bố mẹ. Năm nay quyết tâm làm cách mạng để được về đón giao thừa với bố mẹ mới được. Anh này, hay năm nay gia đình mình về ngoại đón Tết nhé. Lại thế rồi, em thừa biết là không được rồi. Sao không được? Em biết rồi còn hỏi. Sao năm nào cũng cứ đề cập đến vấn đề này, rồi khiến không khí gia đình lại căng thẳng ra. Anh không nghĩ thoáng lên được hả? Anh là con trai một trong nhà, anh không biết nói sao với bố mẹ cả. Cứ theo truyền thống mà làm, thuyền theo lái, gái theo chồng, Tết về quê chồng là phải nhẽ rồi. Em mệt với cái suy nghĩ cũ rích của anh lắm rồi. 7 năm làm dâu, chưa năm nào em được về đón Tết cùng bố mẹ. Đáng lý anh là chồng phải hiểu điều đó chứ. Anh hiểu, nhưng còn bố mẹ, anh em họ hàng nữa, mình đi làm cả năm, có mỗi ngày Tết về quây quần với bố mẹ, nhà cũng chỉ có mình em là con dâu, lẽ nào lại làm bố mẹ buồn? Bố mẹ chồng là bố mẹ, còn bố mẹ vợ không phải bố mẹ chắc. Bố mẹ chồng biết tuổi, còn bố mẹ vợ thì không. Nhà anh có mỗi anh là con trai, nhưng ở quê còn có gia đình chị gái ở gần. Nhà em làm gì có ai ngoài hai ông bà? Em đừng có cố chấp nữa. Về đón giao thừa với bố mẹ xong, mùng 3 mình về ngoại, năm nào cũng thế, em còn buồn gì? Gia đình sum vầy quan trọng và vui nhất là đêm giao thừa. Cả năm có mấy ngày Tết, nội ngoại đều xa thì phải biết chia nhau ra chứ. Anh xem đấy, có nhà cứ một năm Tết nhà nội, một năm Tết nhà ngoại. Như vậy bố mẹ hai bên cùng vui, mình cũng thấy vẹn toàn. Em đừng có so sánh kiểu thế, nhà mình có mỗi anh là con trai duy nhất. Con gái chắc không cần phải nuôi mà tự nhiên lớn đấy. Bố mẹ đẻ con gái không phải còng lưng đi làm nuôi con ăn học thành người chắc. Anh ích kỷ lắm, chỉ nghĩ đến nhà nội mà không quan tâm nhà ngoại. Chẳng biết năm nay bố mẹ ở nhà đã chuẩn bị Tết đến đâu rồi. Mua bao nhiêu là đồ thế này, đồ dùng không hết lãng phí. Chả may khi vợ chồng con gái về đón Tết cùng, bà cứ sắm thoải mái cho tôi đi. Gớm trong ông kìa, háo hức còn hơn đứa trẻ. Cứ làm như cả thế giới này mình ông có con gái về đón Tết cùng đấy chắc. Chơi sao, mấy năm liền nó đều ăn Tết bên nội, năm nay mới được về ngoại. Phải ăn Tết to. Được rồi, còn mấy hôm nữa mới đến Tết cơ mà. Cứ từ từ sắm dần, đợi vợ chồng nó về cả nhà đi sắm cho vui. Alo, con gái đây hả? Bao giờ con về? Ở nhà bố mẹ sắm sửa đầy đủ cả rồi, các con không cần phải mua sắm gì đâu cho nặng nhọc ra. Gớm, từ hôm nghe vợ chồng mày báo về ăn Tết với bố mẹ, mẹ mày chẳng có đêm nào ngủ được, cứ đi ra đi vào là bố cũng mất ngủ theo. Có ông ấy mới thế đây. Sao? Sao cơ? Các con lại không về nữa ư? Ừ, thì bố mẹ cũng nhớ mày. Nhưng thôi, có việc thì đành thế con à. Bố mẹ ở nhà vẫn khỏe, mày cứ yên tâm. Sao ông, con nó bảo sao? Con nó bảo có việc đột xuất lại không về được bà ơi. Nó dặn vợ chồng mình giữ gìn sức khỏe cho nó yên tâm. Thôi bà nó ạ, à, con gái là con người ta. Nó lấy chồng rồi, năm nào về đón Tết với mình được thì vui, còn không về được thì cũng đành chịu. Đợi năm sau nó về vậy. Thì đành vậy. Hai bác ơi, còn hộp bánh của hai bác ạ. Con xin lỗi,
Năm nay con không về đón Tết cùng bố mẹ được. Bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Anh xin lỗi, anh đã suy nghĩ quá ư phiến diện, cổ hủ. Bố mẹ nào cũng là bố mẹ, con cái đều phải có trách nhiệm như nhau. Từ nay gia đình mình sẽ chia đều năm Tết nội, năm Tết ngoại, để bố mẹ cả hai bên cùng vẹn toàn niềm vui. Năm nay nhà mình về ngoại đón Tết em nhé. Còn ông bà nội thì sao? Quan trọng là suy nghĩ của anh đã thông rồi thì mọi việc sẽ giải quyết được hết. Cứ để anh lo, anh tin sẽ thuyết phục được bố mẹ để bố mẹ hiểu. Bố, mẹ, chúng con đã về. Cafeu tăng cường tuần hoàn máu não cho một trí nhớ bền bỉ. Cafeu nhập khẩu bởi Sun Pharma. Gió và mặt trăng. Nào anh bạn, trời sáng rồi, mau dậy thôi. À, để yên cho mình ngủ, mình chưa muốn dậy. Dậy đi, dậy đi. Cậu quên là sáng nay chúng ta có hẹn đi săn mồi cùng nhau rồi à. Cho mình ngủ một chút nữa thôi. Cậu không dậy thì mình đi một mình vậy. Đợi mình với. Lạnh quá. Lạnh thật. Cậu có biết vì sao trời lại lạnh không? Mình nghĩ trời lạnh là do mặt trăng chuyển từ tròn thành khuyết. Cậu đúng là không biết gì. Trời lạnh là do mặt trăng chuyển từ khuyết thành tròn. Ai bảo cậu thế? Cậu mới là người không biết gì ấy. Ai cũng bảo trời lạnh là do mặt trăng chuyển từ tròn thành khuyết. Không phải. Thôi, không thèm chơi với cậu nữa. Từ bây giờ trở đi, đừng có gọi mình nữa nhé. Hai cậu có chuyện gì mà cãi nhau om sòm cả khu rừng thế? May quá, có anh Khỉ Thông Thái ở đây. Nhờ anh giải thích giùm chúng tôi, trời lạnh là do đâu? Anh Hổ thì cho rằng trời lạnh là do mặt trăng chuyển từ tròn thành khuyết. Còn tôi thì lại cho rằng trời lạnh là do mặt trăng chuyển từ khuyết thành tròn. Sao anh lại cười? Anh mau giải thích cho chúng tôi biết đi. Hai cậu đều sai. Thế là thế nào? Trời lạnh không phải do trăng khuyết hay trăng tròn, mà là do ngọn gió. Chính ngọn gió mang hơi lạnh tới, dù ngọn gió đến từ phía đông hay phía tây. Hai cậu chơi thân với nhau từ nhỏ, nếu chỉ vì tranh cãi này mà chia rẽ nhau thì không tốt chút nào. Tôi hy vọng sau câu chuyện này, các cậu sẽ rút ra được bài học cho mình và luôn sống hòa thuận với nhau. Thôi, tôi về đi ngủ đây. Chúc các cậu vui vẻ và hòa thuận với nhau. Đừng có bao giờ thay đổi như thời tiết nhé. Cafeu tăng cường tuần hoàn máu não cho một trí nhớ bền bỉ. Cafeu nhập khẩu bởi Sun Pharma. Bun và những chú chó lang thang. Đói quá. Từ hôm qua đến giờ chưa có gì vào bụng. Mình sắp lả đi rồi. Phải cố đi kiếm cái gì đó ăn mới được. Cứ ngồi đây mình chết đói mất. Con chó bẩn thỉu, mày chui đâu ra thế hả? Cút, cút mau. Thế đây, đi đâu cũng bị người ta xua đuổi. Nhặt miếng xương thôi mà cũng không xong, sao cái số mình nó lại khổ thế này. Đi cả ngày mà vẫn đói sọp. Mình thèm một bữa ăn thật no quá. Cái số bọn mình thật là hẩm hiu. Chào các cậu,
cậu là ai? Mình cũng giống như các cậu, bọn mình là những kẻ lang thang gặp nhau. Mình đi cùng các cậu được chứ? Ừ, được thôi, đi cùng nhau sẽ an toàn và đỡ buồn tủi hơn. Dừng lại nghỉ một tí đi các cậu, mình mệt quá rồi. Hôm nay bọn mình xui xẻo quá, đi cả buổi mà chẳng kiếm được miếng gì. Nhìn kia các cậu. Bun, nhặt bánh đi nào. Mày giỏi lắm. Trông mà ngứa mắt. Hắn cậy hắn được sung sướng nên làm trò trêu ngươi bọn mình đấy mà. Đúng đấy, nhìn kìa, lại còn bày đặt mặc quần áo, đeo vòng cổ. Thật là kệt cỡm. Bọn mình cùng chửi nó một trận cho bỏ ghét đi. Buổi chiều này mát mẻ quá, giờ mình phải đánh một giấc thật ngon mới được. Ồn ào quá, có chuyện gì mà các bạn ngoài kia cứ chửi bới om sòm thế nhỉ? Sao? Họ đang chửi rủa mình sao? Mình đã làm gì chứ? Khổ thân các bạn ấy, họ phải vật lộn kiếm đồ ăn, trong khi mình thật là may mắn, mình không nên trách cứ họ. Họ đã khổ cực lắm rồi, thôi, mình cứ kệ họ, họ chửi chán rồi đi thôi. Mau bắt lấy chúng. Ba con này mà bán cũng được hơn triệu bạc như chơi. Mau dồn chúng vào góc tường đi mày ơi. Bắt gọn cả ba con luôn đi. Không xong rồi, các bạn kia đang gặp nguy hiểm. Bun, sao vậy? Mày chạy đi đâu vậy? Hả? Cái gì vậy? Con chó này chui đâu ra vậy? A! À, cứu tao với, nó cắn tao đầu quá. Còn chó khốn kiếp. Bun, bọn mình thật không biết cảm ơn cậu thế nào. Hôm nay nếu không có cậu, bọn mình đã bị bắt rồi. Cậu đúng là một người hùng. Không có gì, đó là việc mình nên làm mà. Bọn mình thật sự xin lỗi cậu vì hôm đó đã chửi rủa cậu. Bọn mình thật là xấu tính. Không sao, mình không để bụng đâu. Các cậu đừng áy náy. Thật sao? Vậy từ nay bọn mình có thể làm bạn của cậu được không? Tất nhiên là được. Mình rất vui về điều đó đấy. Nào, các bạn đói chưa? Mình còn nhiều đồ ăn đấy. Chúng ta cùng ăn nhé. Carfield tăng cường tuần hoàn máu não cho một trí nhớ bền bỉ. Carfield nhập khẩu bởi Sông Bạc Ma. Bài học trà đạo. Đau quá, định học võ cho khỏe mạnh và để tự vệ, thế mà ê ẩm hết cả mình mấy thế này. Ai, môn này chỉ hợp với những người to cao, khỏe mạnh, chịu đau giỏi, chứ gầy như mình, chịu đòn không được. Chán quá, muốn tham gia một lớp ngoại khóa mà chả môn gì hợp với mình cả. Học cắt giấy thì khó quá, học vẽ thì không có năng khiếu, cứ tưởng học võ sẽ hay hơn, ai dè. Chết rồi, muộn giờ rồi, chúng ta nhanh đến lớp trà đạo thôi. Nhanh nào. À, đúng rồi, nghệ thuật trà đạo của Nhật nổi tiếng bởi sự tao nhã, giản dị. Có lẽ hợp với mình sẽ đăng ký tham gia lớp trà đạo. Em muốn đăng ký vào lớp trà đạo, thưa cô. Rất chào mừng em. Trà đạo là một bộ môn nghệ thuật truyền thống của Nhật. Nó đòi hỏi sự tinh túy cũng như sự kiên nhẫn rất cao của người pha trà. Hy vọng sau khóa học này, các em sẽ không chỉ học được cách thưởng trà mà còn nhiều hơn thế nữa. Các bạn chú ý,
Nước pha trà phải được đun bằng bếp lò than, đến đúng độ nóng thích hợp mới dùng để pha trà. Nào, giờ cả lớp thực hành nhé. À, nóng quá. Không sao đâu, lần đầu rất nhiều bạn sơ suất như vậy. Em cẩn thận, kẻo mảnh vỡ đâm vào tay đấy. Em xin lỗi, em vô ý quá. Thưa cô, em có thể xin đổi chén trà loại khác được không? Đổi chén trà ư? Tại sao? Cái chén này tuy đẹp nhưng quá mỏng, cầm trên tay rất nóng, lại rất dễ vỡ. Em nghĩ đổi một cái chén khác dày hơn, em sẽ tự tin hơn cô ạ. Hóa ra là vậy, nhưng chén mỏng này cũng là một phần không thể thiếu trong nghệ thuật trà đạo. Chén mỏng thể hiện sự nhẹ nhàng, thanh tao, tinh khiết, tăng tính thi vị khi thưởng thức trà. Trà đạo không chỉ là cách thức uống trà, mà trên hết, nó giúp người thưởng trà thanh lọc tâm hồn. Trà đạo có những nguyên tắc của nó, mà người tham gia phải tuân thủ theo mới thấy hết cái hay, cái thi vị của trà đạo. Cũng như ở đời, không phải hoàn cảnh nào người ta cũng có thể thay đổi được. Mà ngược lại, người ta phải biết thay đổi chính mình để phù hợp với hoàn cảnh. Trà đạo là một trong những hoàn cảnh như vậy. Thưa cô, em đã hiểu. Đúng là người ta phải biết căn chỉnh chính mình để phù hợp với hoàn cảnh. Em cảm ơn cô. Người về nhì. Nam, con làm hết bài tập về nhà chưa? Tí con làm ba ạ. Còn nói mấy cái tí rồi hả? Tí con làm thật mà ba. Ba thấy con Tân bóng giỏi không? Nam ơi, Nam ơi. Cháu chào bác. Ừ, chào các cháu. Hùng, Dũng, các cậu tìm mình có việc gì thế? Đi tập chạy thôi. Mọi người rất hy vọng cậu sẽ đại diện cho lớp B đi thi chạy đoạt giải nhất đấy. Đúng rồi, đi thôi Nam. Ôi dào, tưởng gì? Còn hơn một tháng nữa mới tới lễ kỷ niệm mà. Với lại tập làm gì chứ? Các cậu không thấy thành tích của Tùng lớp A rất là cao à? Chẳng ai có thể vượt qua được cậu ấy đâu. Thế nên chúng mình mới rủ cậu đi tập. Thôi, tập làm gì? Các cậu cứ tập đi. Năm ngoái mình về nhì đấy thôi. Năm nay chắc cũng như năm ngoái thôi. Thế là được rồi. Giỏi quá, hay quá. Nam, con định nằm đọc truyện đến bao giờ nữa hả? Dậy đi học bài đi. Con đọc nốt một tí thôi. Tí con học ạ. Tại sao việc gì con cũng để một tí nữa mà không phải là cố gắng thêm một tí nữa? Ba thật thất vọng vì con đấy. Ba ơi, các hiệp sĩ áo trắng đang bị bao vây, họ không thể thua cuộc được. Con đọc nốt sẽ đi học ngay mà. Không thể thua cuộc. Vậy sao chiều các bạn rủ con đi tập chạy, con không đi? Chỉ là một cuộc đua ở trường thôi mà ba. Năm nào bạn Tùng lớp A cũng về nhất, chẳng ai vượt qua được cả. Còn cố gắng mãi cũng chỉ về nhì. Dù sao thì lớp cũng vẫn có giải là được rồi. Có cố gắng mãi mà không thể thành công thì cố gắng ấy cũng chẳng là gì. Con trai, để ba kể cho con một câu chuyện. Một câu chuyện. Trong một cuộc chiến, hai bên chiến đấu ác liệt nhiều ngày liền, và cuối cùng một bên thua cuộc. Vài người lùi lại 50 bước, vài người lùi lại nhanh hơn, họ lùi 100 bước. Những người lùi lại 50 bước bắt đầu cười cợt những người lùi 100 bước. Ồ, nhìn những kẻ thảm hại kia kìa, trận đánh vừa kết thúc mà họ rút lui nhanh chưa? Ngay lúc đó, vị tướng quân lên tiếng, tất cả chúng ta đều là những kẻ thảm hại. Tất cả, trong mỗi cuộc chiến, luôn chỉ có một người chiến thắng. Còn đã thất bại, dù lùi lại 50 bước hay 100 bước, thì vẫn là những kẻ bại trận. Trong cuộc đua nào cũng vậy,
cũng chỉ có duy nhất một người chiến thắng. Người ta sẽ chỉ nhớ người chiến thắng. Con biết rồi, có về nhì thì cũng chỉ là thua cuộc mà thôi. Nhưng kẻ thua cuộc thảm hại nhất là kẻ thậm chí còn chẳng thèm cố gắng. Bà muốn biết con quan tâm các hiệp sĩ áo trắng thua cuộc hay con sẽ tiếp tục thua cuộc? Ba ơi, con làm bài tập xong rồi. Con xin phép đi tập chạy cùng các bạn. Ừ. Cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên. Lớp mình vô địch, Nam vô địch. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.